Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một con xe vô cùng mới, đời cao, một chiếc Hyundai i10 2019 số sàn bản đủ. Và con xe này thì độ và trang bị rất là nhiều đồ chơi rồi. Đấy, thì đi qua tổng thành về phía bên ngoài xe. Một con xe màu trắng 2019, xe tư nhân chính chủ đi được 7 vạn 8, gần 8 vạn thôi, chưa đến 8 vạn, 7 vạn 8. Và con xe này là tư nhân chính chủ và nguyên zin luôn. Sơn zin của nó đâu đấy còn khoảng tầm 80-85%. Đấy, xe rất là mới, cũng như là trang bị xung quanh xe thì là full đồ chơi rồi. Camera 360 vòng quanh xe. Lốp láp thì... xem nào. Với hơn 7 vạn, gần 8 vạn thì con xe này mới thay một dàn lốp rồi. Lốp vẫn còn rất là dày. Đây, cả lốp sau này, lốp trước này. Đấy, đều rất là dày vì con xe này mới thay, thay lốp Michelin này. Xe màu trắng bản đủ một đầu. Và báo giá cho các bác thì hiện tại con xe này đang bán với mức giá nó chỉ có 285 triệu. Là bán cả bao rút hồ sơ, và hiện tại thì xe ở tại salon thì đều rút hồ sơ hết. Bởi vì hiện tại là sau 15 tháng 8 thì đều phải là xe chính chủ. Nên là những con xe nào tại salon bọn em mua chính chủ thì đều rút hồ sơ hết để các bác lấy về là chúng ta ra tin thôi. Đây, nội thất phía bên trong nguyên zin luôn. Ghế này là ghế zin theo xe này. Bên trong mặt giữa nó là nỉ và xung quanh nó là da. Ghế này là ghế zin theo xe. Bản đủ để start top này. Màn hình DVD trần nỉ. Dung con xe này là zin. Từ phía bên ngoài nó đến phía bên trong nội thất đều nguyên zin hết. Có màn thì nó độ thêm luôn. Đây, xe đi 7 vạn 8, 78.059 km. Và có trang bị camera 360, cam hành trình, camera 360 và cam lùi. Đây là hành trình này. Đây là về phía cam lùi. Đấy. Đây là cam phía trước. Còn đây là xung quanh xe 360 này. Đấy, trang bị rất là đầy đủ rồi. Nếu mà xét về đồ chơi con này nó khoảng tầm chục triệu các bạn. Nếu mà trang bị như thế này, cả màn, cả cam, thứ nó rơi vào khoảng tầm chục triệu. Đây, mặt vô lăng đây. Đây, vô lăng đẹp luôn. Đấy, hai bên thành vô lăng không hề bị mòn tí nào cả. Đầu củ số đẹp. Chân nỉ nguyên. Ghế zin theo xe. Keo chỉ nguyên zin bảo hành cho các bác về phần đâm đụng tai nạn ngập nước cũng như là dịch vụ taxi. Các hệ thống phím bấm này cũng đều là rất là rõ nét. Máy zin, zin cả mặt luôn. Đấy, được cái là trang bị cam này đi rất là thích. Đấy, nhìn xung quanh luôn. Tiến lùi trái phải. Đây, cái cam 360 có một cái rất hay, đó là khi mà chúng ta xi nhan bên nào thì là cam sẽ nhảy về phía bên đấy. Đây, em đang xi nhan bên tay trái này. Đấy, thì nó sẽ chuyển hướng cam về bên này và xi nhan bên tay phải nhé. Đấy, xi nhan bên tay phải chuyển sang cam phía bên phải. Rất là thuận tiện luôn. Đi các bác nhìn rất là thuận tiện. Cam lùi, cam hành trình, nói chung là rất là đầy đủ rồi. Máy thì nguyên zin luôn. Đây, đi qua hệ thống máy của nó. Đời cao 2019, giá thì hơn 200 triệu. Đăng kiểm thì cực kỳ dài, đến tháng 4 năm 2025. Đây, máy đây. Các bác nhìn này, phải màu các thứ của máy còn zin zin luôn. Ốc chờ vậy. Mặt máy nguyên zin. Không có động chạm gì cả. Máy 1.2 nhá, đời này là máy 1.2 rồi. Đây, nỉ khoang máy này. Nỉ cabo này. ABS. Đấy.
một con xe mà đảm bảo cho các bác luôn, nguyên zin luôn. Bảo hành về phần đâm va, tai nạn, ngập nước cũng như là dịch vụ taxi. Đấy, các bác có thể đến xem xe và test xe thoải mái, giá là 285 triệu là bán cả rút hồ sơ rồi. Đấy là video em quay và giới thiệu cho các bác con Kia Morning 2019 xe số sàn bản đủ. Và các bác nào có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp bên số điện thoại dưới màn hình hoặc đến ở tại salon để xem xe, test xe cũng như đi thử. Cảm ơn các bác đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.